chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình nha. Những video lần trước mình đã chuẩn bị sẵn rất nhiều cái hình xinh xắn như con vật. Hôm nay mình đã chuẩn bị một chiếc máy bay mà các bạn trai rất là thích các bạn ạ. Các bạn đã chuẩn bị màu chưa nào? Chúng mình cùng tô nhé. Chiếc máy bay này mình chọn màu tím nha các bạn. Phần thân của máy bay màu tím nha các bạn. Và đây màu xanh dương, xanh đậm đúng hơn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về một chiếc túi. Và phần mây, đám mây mình lựa chọn màu xanh nha các bạn. Này giống như là phần ngồi ở trên trong máy bay ấy các bạn. Mình chọn màu xanh nhé. Mình nhìn trên máy bay là một các bạn trai rất là thích, nên là mình chọn cái màu trong này các bạn trai thích hơn. Mình đã hoàn thành tô xong một chiếc máy bay này rồi các bạn ạ.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ subscribe và chia sẻ kênh cho mình nhé.